Ra đây đi. Chắc là lúc đó anh em mừng suy tính là sẽ quăng ba tôi ở đâu, nên không biết được là camera của trạm thu phí có ghi hình lại đúng không? Bộ thằng cậu ấm đó không đi hỏi luật sư trước giùm cô à? Ba cái thứ này không đủ sức làm phiền thằng này đâu. Vậy sao? Vậy sao? Vậy sao? Nếu như pháp luật không xử lý được anh, tôi sẽ dùng sức mạnh của truyền thông, của xã hội để cả thế giới này phán xét anh. Tôi sẽ không cần phải làm gì cả, nhưng tội ác của anh sẽ nhấn chìm anh. Ai sẽ chết chim trước đây? Ba của thằng Huy đang cho người điều tra con kìa. Định dựa hơi nữa để xử lý thằng này hả? Cô chỉ sẽ kéo nó chết chim cùng cô thôi hả? Tôi đang rất là háo hức để được chứng kiến thấy cái cảnh nó mất sạch tất cả mọi thứ vì cô đó. Anh im đi. Anh im đi. Em ơi, em ơi, cô gì hả giận tôi riêng mình mà lại đi phá nát cả cuộc đời của người khác. Sự cao thượng đến mức khó chịu của cô đâu rồi hả Thiên Ngân? 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, 20 giờ thứ năm thứ sáu hai tuần trên Vion. Anh là người đã bài mưu bắt mất con tôi đi, có Mỹ Kiều làm chứng, tôi vu khống anh chỗ nào? Thằng nhà giàu đó mới là kẻ chủ mưu, thích tính sổ thì đi tìm nó mà đòi. Anh ta bị cướp mất con của mình, cướp mất người mình thương yêu, anh ta có quyền trả thù tôi. Còn anh, lý do gì mà anh nhận tiền của anh ta hại tôi như vậy? Im đi! Tôi sẽ không im, tôi sẽ không im lặng chịu đựng nữa, tôi sẽ nói. Nói đến khi nào anh dừng là anh đã giết ba tôi, giết con tôi. Và anh phải trả giá cho những gì mà anh đã làm. Tao không liên quan gì đến cái chết của ba mày hết. Chị sao thằng Khoai đã từng mắt chứng kiến anh đưa ba tôi đi? Dạ ông ta đã nhảy xuống xe rồi. Đoạn đường nào? Là đoạn đường nào vậy? Bây giờ đoạn đường nào cũng có camera hết. Anh nói đi, anh nói đi. Tôi sẽ giúp anh chứng minh anh vô tội. Không nhớ. Không nhớ hay là không có? Mày đừng có ép tao xử lý mày luôn đó. Tôi chờ. Mày sẽ hối hận vì đã thách thức tao. Con thật sự đã làm như vậy sao? Nếu anh chưa biết thế nào là đúng sai, tôi để cho các cô chú hàng xóm nói cho anh biết. Anh là người đã bài mưu bắt mất con tôi đi, có Mỹ Kiều làm chứng. Tôi sẽ không biết. Ở đâu? Tôi sẽ không biết nào chịu được. Ở đâu? Chịu đâu? Nói đến khi nào anh đừng để giết ba tôi, giết con tôi. Ba phải trả giá. Dạ. Mày đừng có ép tao. Chịu đâu? Chịu đâu? Đi mày luôn. Nhìn cái gì? Mày cái gì? Ép tao. Đi về hết. Đi về hết. Đi về hết. Đi về hết. Ép tao. Chuyện này liên quan gì tới các người? Đi về. Ép tao. Đi hết đi. Đi hết đi. Đi hết. Mày ở đâu? Ra đây. Ra đây chuyện của tao nè. Đi hết. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hai tuần trên Vion. Tôi đã gọi cho anh rất nhiều lần. Tôi còn nhắn tin nữa. Tôi có thấy. Thì tại sao anh không gọi lại cho tôi? Giận. Sao lại giận? Vì tôi không thích người ta xưng hô là tôi với anh. Anh đừng có giỡn nữa. Tôi thật sự rất lo lắng cho anh đó. Tôi không biết là mình có làm gì sai không. Tôi cũng không biết là tôi có hại anh hay không nữa. Tôi đã rất dây dứt đó.
Anh còn cười nữa. Anh có biết là tôi rất lo lắng cho anh. Không cần lo lắng, cũng không cần dây dứt. Kể từ bây giờ, mọi chuyện hãy để cho anh được chống đỡ thay em. Chỉ cần em hứa với anh một chuyện, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không được rời xa anh. Hứa nha. Em hứa rồi nha. Hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm nha. Ha. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên Vion. Đóng với Thảo Tâm thì cảnh nào cũng sướng lắm. Tại đa số là ở trong phòng, trong nhà, khách sạn 5 sao chứ không có sống quay ngoài đường. Để mà bây giờ em muốn là cảnh mà nhớ nhất hay là cảnh mà sợ nhất hay là cảnh mà buồn nhất? Nhớ nhất đi. Nhớ nhất thì chắc chắn là cảnh giường chiếu. Đây là lần đầu tiên mà Thảo Tâm có những cái cảnh quay nó bạo liệt như vậy. Và Thảo Tâm cũng rất là bất ngờ là anh Jun cũng tâm sự là đây cũng là lần đầu tiên anh Jun có những cái cảnh mà nó gọi là va vào nhau nhiều như vậy. Thì tụi mình có con dao nè, đồ đó, xong rồi tụi mình có cái cảnh nó da thịt hôm trước. Thì tất cả những cái cảnh xôi thịt của mình với anh Jun là quay rất nhanh và chuyên nghiệp. Hai anh em lần đầu tiên quay cảnh đó mà Tâm cũng là lần đầu tiên còn trẻ. Nói chung là hai anh em rất là không luôn, không là luôn, không là nói về quay thì đúng là lần đầu tiên Jun quay cảnh đó, nhưng mà thực ra cái cảnh đó nó cũng nhanh mà, không ta cũng gọn gọn bâng gọn bâng. Ai nói là quay 3-4 tiếng nhưng mà Jun với Tâm quyết định với nhau là hai đứa thôi mình làm đẻ lẻ nha em. Để cho em đỡ ngại, tại vì lúc đó là cũng mới có 10 ngày quay à. Đúng rồi, hai đứa chưa thân nhau. Nên cái đó mới cái khó, chứ bây giờ thân nhau rồi thì còn dễ chia sẻ. Chứ lúc đó là 10 ngày là mỗi đứa một phòng. Lúc mà tụi mình quay á, thì tại vì tụi mình tập trung rất là cao, cho nên là tất cả mọi thứ đối với Thảo Tâm và anh Jun nó giống như là tụi mình đang giải toán vậy đó. Làm sao để A cộng vô B nó ra một cái cảnh phim đẹp cho mọi người coi. Và mình tin là khi mà lên phim thì nó sẽ rất là lãng mạn, tại vì mình rất là tin vào cái khả năng truyền tải cảm xúc của đạo diễn cũng như là biên kịch. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên Vion.